Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là clip kỷ niệm gia đình mình đi chơi Đà Lạt hồi đầu năm. Nay mình mới rảnh làm clip cho mọi người xem. Mọi người cùng theo dõi nhé. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Đúng rồi. Ok, rồi hái đi. Đúng rồi, trái đỏ đó. Màu đỏ đúng rồi. Đoạn này là gia đình mình đi tham quan chùa Ve Chai. Sau khi đi ăn tối xong, cả nhà mình đi uống cà phê, tham quan thung lũng đèn rất là đẹp nha mọi người. Sáng sớm cả nhà mình đi uống cà phê. Sau khi đi uống cà phê xong, cả nhà mình ra quảng trường chơi, chụp hình các kiểu. Tối đến, cả nhà mình đi ăn bò nướng. Đoạn này là cả nhà mình đi tham quan vườn hoa Đà Lạt trước khi về lại Phan Thiết. Ngăn kìa. Alo đâu? Alo Massa. Cho chị mượn khỏi alo. Massa. Thank you.
video của gia đình mình đến đây hết rồi. Mọi người yêu quý gia đình mình, nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.